Thực sự là một điều vô cùng khó. Thực sự nếu ai đã từng ngồi vào vai trò điều hành một cái tổ chức xã hội có khoảng trên 100 mệnh ăn, thì khi đó các bạn sẽ hình dung giống như trong quá trình làm việc vừa rồi 4 năm tôi được rất là may mắn. Thực sự tôi cũng nuôi được khoảng hơn 200 con người. Hơn 200 con người, chúng tôi hay nói giỡn giỡn là nuôi rồi cũng lại dô hũ, ví dụ như vậy. Rồi có những cụ hiện tại cũng được, tôi thấy cũng hôm qua trước khi mà lại tổ chức buổi họp báo này, tôi có thăm lại, tôi thấy nhà tôi cũng có 5-70 hũ, rồi các cụ cũng yên lành mát mẻ, rồi còn hiện tại còn khoảng 50 cụ đang sống tại các cái quán trọ và các mái ấm của chúng tôi, có khoảng 30 cụ đang được đưa về các cơ sở bảo trợ xã hội nhà nước sau sự cố truyền thông vừa rồi. Thì thực sự khi mà tôi có một người sư phụ bên Phật giáo, thì giống như một người sư phụ của tôi hay nói với tôi rằng mỗi một lần khi tôi khó khăn, tôi tâm sự, sư phụ tôi hay nói với tôi: "Con có biết không, tại vì sao một người già cuối đời lại vô gia cư?" Mỗi một người già cuối đời vô gia cư thực sự là một người, nói có thể dùng một cái từ hơi trong ngoặc kép, là tức là mỗi người cũng có một cái nghiệp nhất định ở trong người. Cũng giống như tôi hay mọi người, các cụ già ở đây ai họ cũng nhận định họ cũng có một cái nghiệp, có một cái nghiệp nho nhỏ. Và nếu giả sử nhà tôi có 100 người, 100 mái nhà, dưới những cái mái nhà đó có 100 con người, thì cũng có 100 cái nghiệp. Mà nếu trong trường hợp gom hết 100 cái nghiệp về một ngôi nhà thì đó gọi là vựa nghiệp. Thực ra thì người thầy sư phụ tôi nói là nếu con đủ lớn, cái phước của con đủ lành, đủ lớn thì con sẽ vận hành được cái vựa nghiệp này. Nhưng nếu phước của con mà một ngày nào đó con không còn phước nữa thì con không thể nào con làm được. Rồi thì con đến thời điểm hiện tại, sau khi mà cái sự cố truyền thông xảy ra, tôi cũng buồn và tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng không biết mình còn có khả năng để duy trì được trăng khuyết này nữa hay không. Thứ mà tôi buồn không phải riêng vì vấn đề liên quan đến sự cố truyền thông, hay là mà có thể tôi cũng có những cái hơi tế nhị, nó có thể buồn liên quan đến về vấn đề hành chính không, về vấn đề khung luật pháp, hay là các nội dung liên quan đến mô hình doanh nghiệp xã hội mà chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi cũng có những lúc chúng tôi buồn, buồn vì cái cách mà làm việc của các cán bộ nhà nước. Ngày 26 tháng 3 thì tôi có hẹn gặp chú Phong vào lúc 8 giờ tại văn phòng của chúng tôi ở đường Phổ Quang và nghe chú trình bày và cung cấp dữ liệu. Ngày 27 tháng 3, chú Phong có đến văn phòng theo lịch hẹn với tôi. Trong ngày 27 tháng 3 này, trong quá trình khi mà cung cấp dữ liệu á, thì tôi thấy là chú Phong có đưa những cái file ghi âm và dữ liệu chụp hình rất là lớn. Chúng tôi cũng không có ba và trong thời gian đó thì chúng tôi cũng khá là bận cho các cái hoạt động chuẩn bị cái đại hội thường niên của Trăng Khuyết được diễn ra vào ngày 1 tháng 4. Và cứ sau hơn 1 tiếng trao đổi thì chúng tôi có nhờ chú Phong là chú Phong có thể cho con xin khoảng 15 ngày để con xong cái chương trình đại hội, thì sau đó con sẽ nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này và theo dõi. Trong quá trình mà xin chú Phong 15 ngày này, tôi có giao cho nhân viên của tôi tên là Thu Khuê và Thi Thơ, Phương Lan để mà xử lý các cái tình huống phát sinh và yêu cầu cộng tác viên công nghệ thông tin có xem lại camera an ninh tại hệ thống. Ngày 2, nhưng mà chú Phong đã hứa với tôi là chú Phong cho tôi 15 ngày. Nhưng ngay vào ngày 28 tháng 3 thì chú Phong lại ngay lập tức úp cái clip này lên mạng, úp các cái nội dung này đưa lên mạng. Ở ngày 28 tháng 3 thì đúng là cái nội dung này đã được đăng lên mạng và đã được ghi nhận tại hệ thống điều hành của Trăng Khuyết. Nhưng mà do chú Phong dùng một cái nick, nó không phải là cái nick mà có lượng truyền thông nhiều, nên là cái nội dung này không gần như đăng nhưng không ai nhìn thấy. Rồi tiếp tục đến giai đoạn ngày 3 tháng 4 sau cái sự kiện đại hội hàng năm của Trăng Khuyết, chúng tôi có sau khi giám sát camera và phát hiện các cái nội dung chú Phong trình báo là đúng. Và cái vấn đề là sau cái quá trình này thì từ cái ngày 25 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 thì cái sức khỏe của cụ Tín cũng đã được ổn định lại sau quá trình may vết thương và điều trị tại bác sĩ Hồng. Và chúng tôi bắt đầu cái quá trình điều tra nội bộ làm rõ vấn đề. Ngày 3 tháng 4, nhân viên chăm sóc và bảo vệ quyền lợi mảnh đời của chúng tôi là bà Trần Thị Thi Thơ và trưởng nhóm phụ trách không gian sống là bà Võ Hồ Thu có xuống quận 12 để gặp chú Phong để tìm hiểu rõ vấn đề và lấy lại các thông tin. Ngày 3 tháng 4, sau khi mà làm việc trao đổi với chú Phong
thì Trăng Khuyết có hứa là sẽ xin chú Phong về vấn đề cái thời gian để giải quyết, vì nhân viên của tôi không đủ thẩm quyền để mà giải quyết vấn đề này. Ngày 4 tháng 4 thì chú Phong, chúng tôi có chia sẻ với chú Phong rằng chú Phong chủ động chia sẻ với chúng tôi là chú Phong rất là sợ cái người mà chú Phong đã tố giác sẽ trả thù. Chúng tôi có đề nghị chuyển chú Phong đi cơ sở khác, nhưng mà sau nhiều lần suy nghĩ đó về vấn đề cả với ba lý do mà chú Phong đưa ra. Lý do thứ nhất là chú Phong không thích về cơ sở khác phải đi lên lầu. Vấn đề thứ hai là chú Phong vẫn mong muốn sẽ ở lại để bảo vệ bà Tín và theo vụ án này đến cùng. Rồi, đến ngày 6 tháng 4 thì Trăng Khuyết chuyển cụ Tín về trung tâm, một chi nhánh khác của Trăng Khuyết tên là Trung tâm Sài Gòn Bao Dung. Đến ngày 17 tháng 4 sau khi về Sài Gòn Bao Dung thì cụ Tín đã có dấu hiệu về sức khỏe yếu và được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Rồi, từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4, cụ Tín được điều trị tại bệnh viện. Ngày 21 tháng 4 thì khi đó Trăng Khuyết có xuống quận 12 để thăm hỏi chú Phong, thăm hỏi mọi người và làm nghiên cứu về nhu cầu sống của người già để cho cơ sở xây dựng tại Đồng Nai. Thì trong trường hợp này, trong giai đoạn này thì chú Phong vẫn khá là đang còn tích cực ở quận 2. Ngày 24 tháng 4, chú Phong rời khỏi quán trọ quận 12, tái vô gia cư. Lý do của chú đó là liên quan đến là chú sợ sẽ bị chú Giỏi trả thù. Rồi, ngày 8 tháng 5, chú Phong có, Trăng Khuyết có gọi cho chú Phong để mà mời chú về làm chứng minh nhân dân, do chứng minh nhân dân của chú đã hết hạn và không có, do chú không còn nơi cư trú, không thể làm được, nhưng chú từ chối, chú nói là chú chưa có thể về được. Ngày 11 tháng 5, chú Phong đến chi nhánh Sài Gòn Bao Dung gặp cô Thu Khuê, nhân viên phụ trách về không gian sống của Trăng Khuyết để trình bày vấn đề. Nhưng mà vì cô Thu Khuê quá bận xử lý một cái ca cấp cứu ngày hôm đó nên hẹn lại chú Phong là ngày hôm sau sẽ gặp chú. Đến ngày hôm sau thì quay lại gặp chú ở quận 12 thì không có. Đến ngày 12 tháng 5 thì khi mà chú Phong có đưa ra một cái giống như gọi nôm na là chú Phong có chat về Zalo của Trăng Khuyết của Nam, của đại diện pháp luật là Nam. Liên quan đến sau đó thì giống như một tối hậu thư, nôm na là nếu chú Nam mà không giải quyết cho ông Giỏi nghỉ việc ngay lập tức thì chú Phong sẽ làm lớn vấn đề. Và cái vấn đề này thì chú Phong có sau đó, nhưng mà bù lại đó, sau cái trao đổi của chú Phong vào lúc khoảng 12 giờ trưa thì đến buổi chiều sau buổi họp giao ban, ở Trăng Khuyết có giao 4 nhân viên phụ trách để mà gọi điện cho chú Phong, bao gồm có quyền trưởng phòng hành chính để mà gọi điện hướng dẫn. Thứ hai là chuyên viên chuyển phụ trách về không gian sống và Võ Hòa Thu gọi điện để hướng dẫn. Thứ ba đó là ông chỗ bà Trần Thị Trọn Vẹn phụ trách về vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi cộng đồng phụ trách. Và thứ tư đó là liên quan đến đại diện pháp luật, bà Trần Thị Phương Lan có gọi điện để mà yêu cầu chú Phong. Thực ra cái yêu cầu của chú Phong trong giai đoạn này thì Trăng Khuyết mong muốn đó là chú Phong sẽ chọn cách xử lý trường hợp này để đạt được đúng theo quy định của pháp luật và theo các bên liên quan, thì mong chú Phong đi tố giác tội phạm tại công an quận 12 hoặc tại tòa để nhà nước xử theo can thiệp. Trăng Khuyết chỉ mong muốn là chú Phong không có làm việc về báo chí hoặc truyền thông để công bố ra ngoài. Nhưng mà chú Phong cương quyết từ chối không làm theo cách này. Rồi sau đó thì liên quan đến cái vấn đề sau 4 nội dung trao đổi này thì chú Phong từ cái ngày 12 tháng 5 đến thời điểm sau đó thì chú Phong im lặng, không nghe điện thoại, không liên lạc với Trăng Khuyết nữa. Ngày 17 tháng 5 thì Trăng Khuyết phát hiện được các cái bài đăng của chú Phong ở trên trang Phong Lưu và trang Kỹ sư Tâm Hồn về cái câu chuyện của cụ Tín bằng những cái hình ảnh mà có cách đây khá lâu rồi. Có những cái hình ảnh chú Phong đăng trong giai đoạn này là hình ảnh mà đã được đăng cách đây khá lâu, nó cách ra khoảng nửa năm trước. Ngày 23 tháng 5 là cái ngày mà tôi và những người điều hành Trăng Khuyết chính thức công khai vấn đề này lên truyền thông mạng xã hội của Trăng Khuyết thông qua fanpage từ thiện Trăng Khuyết và cung cấp tài liệu cho bên công an phường Thạnh Lộc quận 12 để xử lý theo quy định. Chúng tôi có một cái khi mà trao đổi nội dung này qua bên chỗ cán bộ công an khu vực tại phường Thạnh Lộc quận 12 vào ngày 23 tháng 5, chúng tôi có trao đổi qua hai hình thức. Một hình thức là gọi nhắn bằng tin nhắn tới người công an phụ trách tên là đồng chí Điển, là vào lúc 3 giờ chiều. Lúc 3 tiếp tục sau khi mà đồng chí Điển nhắn và gọi nhiều lần không nghe máy, chúng tôi có gọi trực tiếp về hotline. Câu hỏi thứ nhất về vấn đề giấy phép hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội. Thực sự là Trăng Khuyết, bao gồm cả Trăng Khuyết chính và các chi nhánh, hiện tại chưa chi nhánh nào có giấy phép hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội. Lý do của vấn đề này,
tôi xin phép có nhiều nó mắc tới một cái bên thứ ba thì tôi xin phép là tôi xin nói sơ, nếu trong trường hợp không đúng quy định thì mong chỗ bên các cơ quan về sở thông tin truyền thông. Tôi xin nhắc lại nha, tất cả vừa là câu hỏi vừa là câu trả lời đều không liên quan tới bên thứ ba, từ vì cái việc đó là các bên đang làm việc. Cho nên tôi xin phép không có được đặt tại cái buổi họp báo ngày hôm nay. Bởi vì tôi ngay từ đầu tôi đã công bố về cái nội dung xin phép họp báo của chúng ta rồi. Rồi, theo như thông tin từ bên Sở Thông tin Truyền thông á, thì chúng tôi không được phép cung cấp thông tin này. Nhưng chúng tôi xin phép có thể trích ngang vì lý do đó là cái nội dung của chúng tôi đúng là tổ chức của chúng tôi chưa có giấy phép hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội. Nhưng tổ chức của chúng tôi đã cung cấp các cái hồ sơ và các cái nội dung liên quan và đã được đơn vị phụ trách về vấn đề bảo trợ xã hội của thành phố Hồ Chí Minh tới cơ sở để kiểm tra trực tiếp theo nội dung công văn của chúng tôi trình báo với lại nhà nước, và đã thời kết việc kiểm tra này nó diễn ra vào tháng 3 và tháng 4 của năm 2022. Cái chính cơ sở quận 12 này đã từng được cơ quan chủ quản về bảo trợ xã hội tại địa phương cấp thành phố kiểm tra và có hướng dẫn. Lý do của cơ sở này hoạt động được mà lại không có giấy phép bảo trợ xã hội vì lý do liên quan đến phạm vi ngành nghề của cơ sở hoạt động liên quan đến phạm vi ngành nghề, đó là cái nhóm ngành về vấn đề liên quan đến lưu trú. Ở đây thì Trăng Khuyết đang hoạt động liên quan đến các ngành nghề, nhóm ngành về liên quan đến vấn đề về lưu trú, cho thuê nhà ở, nhà trọ miễn phí và nhà cộng đồng. Và nhóm ngành, tôi xin phép có thể tôi được đọc cái tên mã nhóm ngành này được không ạ? Dạ, bên Sở Thông tin Truyền thông có cho phép được đọc không ạ? Anh đọc cái mã nhóm ngành xong là xong, không được giải thích gì thêm nữa nha. Tôi đề nghị lại một lần nữa rằng chỉ xoay quanh cái nội dung mà anh xin phép được họp báo thôi. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, để tôi xin phép tôi sẽ đọc đúng cái nội dung này theo yêu cầu ạ. Ở các cái nhóm ngành của chúng tôi hoạt động liên quan đến mảng này, nó bao gồm có mã ngành, đó là liên quan đến là mã ngành 5510, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, hoạt động các cơ sở lưu trú, nhà trọ, nhà điều dưỡng. Nhóm ngành thứ hai là 5590, cơ sở lưu trú khác. Nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành liên quan đến nhóm ngành 8790, chăm sóc tập trung khác, bao gồm trại mồ côi, ký túc xá, nhà lưu trú và nhà tạm thời cho người vô gia cư và chăm sóc các mẹ bầu chưa kết hôn. Rồi, và những nhóm ngành khác tương tự, nên chúng tôi được phép hoạt động lý do theo quy định này. Và cũng có cái này tôi có ý kiến hiểu hơi chủ quan là sau kiểm tra thì các cơ quan nhà nước cũng có hướng dẫn chúng tôi, không phải bằng văn bản chính thức nhưng có hướng dẫn một chút xíu về vấn đề liên quan đến là đáp ứng được cái vấn đề hoạt động lưu trú. Rồi, là câu hỏi thứ nhất, trong phạm vi tôi đã trả lời và tôi được quyền phát ngôn. Câu hỏi thứ hai liên quan đến là còn trung tâm nào, các trung tâm nào của Trăng Khuyết, thì hiện tại Trăng Khuyết của chúng tôi các trung tâm được niêm yết ở mục mái ấm, bao gồm có trung tâm ở quận 8 hiện tại đang hoạt động và đang nuôi dưỡng 12 cụ già đang có sức khỏe minh mẫn và tự chăm sóc được bản thân theo hướng mô hình nhà trọ giống như khi nãy tôi đã nói. Trung tâm thứ hai đang còn hoạt động đó là trung tâm tên là Sài Gòn Bao Dung, hay có tên khác là chi nhánh khu A làng thiện nguyện Trăng Khuyết. Rồi, chi nhánh này đang nuôi dưỡng 35 cụ già tự có sức khỏe theo dạng nhà trọ và đang tự chăm sóc bản thân, là hai chi nhánh đang hoạt động. Thứ ba là các chi nhánh khác thuộc khối văn phòng của Trăng Khuyết. Trăng Khuyết có hai chi nhánh hoạt động văn phòng, bao gồm chi nhánh CMC, Trung tâm Quản lý và Giám sát Hoạt động Từ thiện Cộng đồng, tức là một chi nhánh thực hiện vấn đề điều hành toàn bộ hệ thống Trăng Khuyết. Chi nhánh thứ hai tên là chi nhánh Gen Z, trung tâm truyền thông và thiện nguyện trẻ của Trăng Khuyết để thực hiện các hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Rồi là những chi nhánh đang còn hoạt động. Một số chi nhánh khác của Trăng Khuyết đang phải tạm ngưng hoạt động sau sự cố lần này, đó là liên quan đến chi nhánh quận 12 đang tạm ngưng, chi nhánh tên là quán trọ Vu Lan đang tạm ngưng và chi nhánh nhà bầu An An đang tạm ngưng. Rồi, ba chi nhánh đang tạm ngưng và hai chi nhánh đang hoạt động là câu thứ hai liên quan đến việc trả lời các trung tâm. Liên quan đến nội dung thứ ba, đó là liên quan đến về cái hoạt động, tại sao tổ chức này lại không hoạt động theo nghị định 93. Thì ở đây đó, thì khi mà chúng tôi
được trong giai đoạn 2020 khi chúng tôi làm việc với các đơn vị tư vấn luật trong nước và một số đơn vị tư vấn luật về các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tại Việt Nam, thì chúng tôi được tư vấn là cái mô hình doanh nghiệp xã hội là một mô hình của chung của thế giới đang rất được ưu tiên tại cả thế giới và cũng là một cái mô hình đang rất là mở trên cái luật pháp Việt Nam, và chúng tôi chọn mô hình doanh nghiệp xã hội thay vì mô hình quỹ theo nghị định 93. Rồi, các quy phạm hoạt động mô hình doanh nghiệp xã hội của chúng tôi thì hiện tại là chúng tôi có những quy phạm pháp luật này có liên quan. Để hoạt động được một doanh nghiệp xã hội, chúng tôi có tổng cộng là 7 quy phạm pháp luật liên quan. Thứ nhất đó là các cái quy định về vấn đề liên quan đến quản lý và vận hành doanh nghiệp xã hội theo nghị định 47/2021, nghị định chính phủ. Rồi, vấn đề thứ hai là các quy định cũ về quản lý doanh nghiệp xã hội theo nghị định 96/2015. Lý do hai nghị định này hoạt động chung song song vì lý do nghị định 47 khi ra sau chưa có các cái thông tư và các biểu mẫu hướng dẫn, nên có một số cơ quan khi làm việc với chúng tôi vẫn dùng trên nghị định 96. Vấn đề thứ ba về vấn đề phạm vi hoạt động của chúng tôi về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội, chúng tôi đang hoạt động theo điều 10 luật 59/2020, Quốc hội 14 về tiêu chí hoạt động doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Về vấn đề chính sách khuyến, chúng tôi cái nội dung thứ tư này chúng tôi xin phép, đây là ý kiến chủ quan của đơn vị tư vấn và của chúng tôi, là sau khi mà đọc luật 59 Quốc lộ 2014 thì chúng tôi thấy là có cái điều khoản là khuyến khích hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện chuyển qua mô hình doanh nghiệp xã hội và không có điều ngược lại, nên luật sư và các bên tư vấn có xác định đây là chính sách khuyến khích và thúc đẩy doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Nội dung thứ năm đó là liên quan đến hướng dẫn về vấn đề chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội, chuyển đổi doanh nghiệp xã hội về vấn đề liên quan đến điều 5 chương 2 nghị định 47/2021, nghị định chính phủ. Thứ sáu đó là trong quá trình tiếp nhận viện trợ tài trợ, Trăng Khuyết đang tiếp nhận tài trợ viện trợ trong nước, quốc tế thông qua các ví điện tử hoặc cho các nội dung chi tiết theo điều 4 chương 2 nghị định 47 quy định về tiếp nhận tài trợ vào doanh nghiệp xã hội. Nội dung thứ bảy về quy phạm đó là liên quan đến phạm vi hoạt động trợ giúp xã hội theo mã ngành 8890, quyết định 27/2018 của quyết định Thủ tướng Chính phủ. Đó là những cái nội dung mà cơ sở pháp lý mà tôi và đội ngũ của tôi đã điều hành tổ chức này trong những năm vừa qua, và trong quá trình đây cũng là cơ sở pháp lý mà chúng tôi đã cung cấp cho bên các cái tổ chức phi lợi nhuận quốc tế và phi chính phủ để chúng tôi có được cái vấn đề liên quan đến cái việc mà là một đơn vị Việt Nam hoạt động được với các tổ chức. Ví dụ như bình thường chúng tôi cũng có làm việc với một đơn vị khác về vấn đề ví điện, một số đơn vị về ví điện tử, một số đơn vị về thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế dựa trên các quy phạm pháp luật này. Về vấn đề nguồn kinh phí hoạt động, tôi xin phép chia sẻ là nguồn kinh phí hoạt động của Trăng Khuyết thì chúng tôi có thể hiện rõ trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Audit One. Kỳ báo cáo tài chính gần nhất mà chúng tôi đã kiểm toán được đó là kỳ báo cáo kết thúc ngày 31 tháng 12. Công ty Audit One và dựa trên số liệu của chúng tôi có kết luận về vấn đề liên quan đến các nguồn thu để đảm bảo Trăng Khuyết có thể hoạt động. Theo báo cáo tài chính kiểm toán này thì chúng tôi có các nguồn thu. Thứ nhất là nguồn thu từ tiếp nhận các cái nguồn tài trợ, viện trợ cộng đồng. Nó khoảng 4 tỷ 9 một năm vừa rồi thông qua 3 tài khoản tại Ngân hàng Á Châu và thông qua việc các cái vấn đề liên quan đến tiếp nhận từ cái thùng giống như cái thùng ở góc ấy, nó sẽ ở nhà, ở trong các cái căn nhà của chúng tôi. Sau đó thì nộp vào ngân hàng. Thông qua vấn đề tiếp nhận, chúng tôi tiếp nhận tài trợ thông qua các đối tác và các nền tảng gây quỹ. Nội dung này nó khoảng 3 tỷ, 3 tỷ 7. Các cái dịch vụ thu hộ qua các cái ví điện tử hay là gì đó, chúng tôi có thu có các dịch vụ này. Vấn đề tiếp theo đó là từ thân nhân, một số mảnh đời giúp đỡ để mà chúng tôi tồn tại. Thứ ba đó là đúng theo cái mục tiêu của doanh nghiệp xã hội, tức là bán hàng để mà tạo ra cái lợi nhuận. Chúng tôi có những cái nhóm hàng hóa hiện tại đang bán, giống như dịch vụ, những các cái dịch vụ liên quan đến theo cam kết mục tiêu xã hội 02CK của chúng tôi, bắt đầu có nguồn doanh thu từ khoảng năm 2022. Đến hiện tại, nguồn doanh thu đang rất là tốt và rất là cao. Rồi, các vấn đề tiếp theo đó là liên quan đến tài trợ viện trợ quốc tế, thì chúng tôi có nhận được một khoản tài trợ viện trợ quốc tế thông qua ví điện tử Paypal. Nhưng khoản tài trợ này do không phù hợp với pháp luật Việt Nam nên đến hiện tại vẫn chưa vào được Việt Nam, vẫn chưa vào được tài khoản của chúng tôi. Và ngoài ra chúng tôi có những cái nguồn thu khác, ví dụ như là liên quan đến cái lãi ở ngân hàng nó nhập về ngược về vốn, về vấn đề liên quan đến xử lý các tài sản.
thu từ các và ngoài ra chúng tôi cũng có khi chúng tôi cũng có khoản vay. Rồi tiếp theo đó đó là liên quan đến tiếp nhận tài trợ từ đơn vị chủ quản là bao gồm là công ty cổ phần quỹ dưỡng lão tuổi già An Vui. Đó là những cái nguồn thu chính mà để giúp chúng tôi duy trì được hoạt động trong những năm gần đây. Nội dung thứ tư tôi xin phép trả lời. Nội dung thứ năm đó là liên quan đến việc tuyển dụng người lao động. Thực tế hiện tại đó thì với khối người lao động văn phòng của Trang Khuyết được tuyển qua trang tuyển dụng Việt Nam Work. Các bạn có thể vào trang tuyển dụng Việt Nam Work, các bạn sẽ nhìn thấy cái các cái tuyển dụng của chúng tôi. Với người lao động phổ thông thì Trang Khuyết hiện tại đang không tuyển người lao động phổ thông. Thường thì các cái trường hợp như trường hợp của chú Giỏi khi chăm sóc cho các cụ già, đây là một trường hợp khá đặc biệt. Tức là giống như ở Trang Khuyết thì thường các cụ già khi mà vào Trang Khuyết có những cụ khỏe thì sẽ có thể làm gọi là làm thêm để mà chăm sóc các cụ yếu. Nhưng trường hợp của chúng tôi cũng giống như khi tôi đã chia sẻ, đúng là gia đình chúng tôi có 100 người, có những người thì khỏe một chút, có những người yếu một chút, có những người thì đã làm được, có những người vẫn đang còn làm ra những công việc chúng tôi cũng đang kết hợp và đang có gọi nôm na là có tận dụng nguồn lao động. Và trường hợp này là một trường hợp của chú Giỏi, là một trường hợp khá sai của chúng tôi trong vấn đề sử dụng người lao động và chưa giám sát và cũng không rõ ràng trong mối quan hệ lao động. Dạ, tôi xin phép kết thúc 5 nội dung đã được hỏi ạ. Năm 17 tháng 5 2023, nhưng Trang Khuyết không ngăn cấm chú Phong. Trang Khuyết cũng chưa từng yêu cầu chú Phong xóa nội dung. Ở nội dung của chú Phong khi xóa theo lệnh của công an quận, xin lỗi, tôi không được đã thông báo nhưng không phải của chúng tôi. Là việc số 1. Việc số 2 đó là liên quan đến việc chăm sóc cho chú Phong được tôi là người ra quyết định trong quá trình điều hành. Tôi có ra quyết định cho nhân viên của tôi như sau. Thứ nhất đó là chú Phong, chúng tôi xác định chú Phong là người vừa có công và vừa có tội tại Trang Khuyết. Chú trong quyết định của tôi trong hệ thống tin nhắn nội bộ có đưa ra 3 yếu tố. Thứ nhất, chúng tôi rất là tuyên dương và rất là trân trọng những cái gì mà chú Phong đã báo cáo về cho chúng tôi. Chú Phong cố gắng bảo vệ quyền lợi cho bà Tín và các bên liên quan, cố gắng tố giác tội phạm, đó là những gì mà chúng tôi rất là trân trọng. Nhưng việc thứ hai đó là chú Phong cũng đã làm đưa cái công việc này tới cùng và chúng tôi cũng rất là trân trọng. Nhưng mà có một cái mà chúng tôi không trân trọng và chúng tôi thiếu đi sự thiện cảm với chú Phong, đó là liên quan đến là ngày 27 tháng 3 chú Phong đến văn phòng. Chú Phong có gọi cho chúng tôi, chúng tôi có xin chú Phong 15 ngày nhưng chú Phong chỉ cho chúng tôi 1 ngày và ngay ngày hôm sau chú Phong đăng lên mạng. Chúng tôi coi đó là một sự không trân trọng với tôi. Tiếp theo đó là liên quan đến là cái sự mà chú Phong không tuân thủ quy định của pháp luật và không tuân thủ về vấn đề hướng dẫn của chúng tôi liên quan đến tố giác tại quận 12 và tố giác qua tòa. Nên chính vì vậy nên là với 3 yếu tố vừa là công vừa là tội, tôi có ra quyết định thứ nhất liên quan đến là Trang Khuyết sẽ tài trợ cho chú Phong mỗi tháng 3 triệu đồng kể từ tháng 6 2023 đến khi chú Phong qua đời, là quyết định thứ nhất của tôi. Quyết định thứ hai là Trang Khuyết và tất cả các hệ thống mái ấm liên quan đến Trang Khuyết, mặc dù là có cho tiền chú Phong nhưng sẽ không nuôi chú Phong trực tiếp tại hệ thống mái ấm của Trang Khuyết và mà hệ thống có liên kết, là hai nội dung mà chúng tôi lấy. Toàn bộ các nội dung này thì chúng tôi có xác nhận bằng nội dung liên quan đến là gặp trực tiếp, ghi âm và sau đó thì có chụp màn hình hoặc các chuyển khoản hoặc các biên lai thanh toán, có tất cả đầy đủ. Tổng số tiền mà chúng tôi có thanh toán cho chú Phong trong giai đoạn khoảng từ ngày phát sinh sự vụ là khoảng ngày 25 tháng 5 đến thời điểm hiện tại, nó vào khoảng là số tiền đầu tiên là 4.6 triệu, số tiền thứ hai là 500.000, số tiền thứ ba là 2 triệu, số tiền tiếp theo là 3 triệu. Tôi xin lỗi là tôi cộng chưa kịp nhưng nó khoảng hơn 10 triệu. Và tất cả số tiền này đều không có mục đích dàn xếp truyền thông và chỉ đúng theo hướng là thực hiện cam kết mục tiêu của chúng tôi đã quyết định. Tôi có thể đính chính cái từ mà khi nãy các anh chị nói, đó là quỹ và doanh nghiệp xã hội. Chúng tôi xin phép dùng đúng từ là doanh nghiệp xã hội ạ, tôi không dùng từ quỹ ạ. Dạ, thì về vấn đề liên quan đến minh bạch của Trang Khuyết, liên quan đến từng các dòng thu chi vào á, thì các anh chị bấm vào nút minh bạch ở trên này. Nếu trong trường hợp như lúc chúng ta đang ngồi tại đây, tại thời điểm này, có những cái khoản tiền ví dụ như 2.8 triệu nào đó vào tài khoản hay 100 đồng vào tài khoản cũng đều công khai rõ ở trên web ạ. Là nội dung thứ nhất về vấn đề minh bạch. Và các chi tiêu ra khỏi tài khoản của Trang Khuyết cũng tương tự như vậy. Trang Khuyết không có bất cứ một tài khoản cá nhân nào, tất cả các tài khoản của Trang Khuyết đều là tài khoản đứng tên pháp nhân. Nội dung thứ hai về vấn đề liên quan đến tuyển và quản lý trả lương và quản lý người phụ trách tại các địa điểm nhà cộng đồng.
Đây là một nội dung sai sót, giống như Trang Khuyết đã nói khi nãy, Trang Khuyết sau này sẽ làm rõ và sẽ cố gắng hơn để hoạt động đúng. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề lấy ý kiến hàng quý. Thực ra ở Trang Khuyết thì gọi nôm na là khối nhân viên văn phòng có một cái chỉ tiêu, cái KPI, tức là mức độ hài lòng của các cụ già. Nếu trong trường hợp mức độ hài lòng của các cụ già trên 95% thì nhân viên mới phụ trách đạt KPI. Và cái cuộc khảo sát này được diễn ra hàng tháng và hàng quý tại các khảo sát bí mật có tắt camera tại các cơ sở và có liên hệ với đơn vị thứ ba. Phần này chúng tôi sẽ chi tiết cụ thể hơn sau buổi họp báo trong trường hợp các bên cần trả lời bằng văn bản. Rồi, thời gian về thời lượng mà bên ban tổ chức cho và Sở Thông tin Truyền thông cho cũng đã kết thúc. Tôi xin phép đi nhanh lại các vấn đề còn lại để kịp cái nội dung mà chúng ta đã công bố ra bên ngoài. Thứ nhất đó là công bố kết quả điều tra nội bộ. Thì hiện tại chúng tôi đã hoàn tất nội dung này. Việc thứ hai đó là liên quan đến việc duy trì sự sống cho các mảnh đời, các dự án của Trang Khuyết trong thời gian khủng hoảng truyền thông này. Thì hiện tại Trang Khuyết đang cố gắng chỉ giữ lại hai cơ sở. Đó là cơ sở Sài Gòn Bao Dung tại 1A Lý Thường Kiệt và cơ sở 161/1/11 Bến Bình Đông, và chỉ duy trì hai cơ sở này để đảm bảo vấn đề liên quan đến nguồn sống. Rồi, hai cơ sở còn lại sẽ được đóng cửa. Các dự án có liên quan đến Trang Khuyết thì gần như các dự án, ví dụ các dự án xây dựng, các dự án đào tạo và phát triển con người sẽ tạm thời ngưng hết hoàn toàn. Các dự án liên quan đến chương trình đã nhận tài trợ của đối tác, bao gồm dự án Trăng Đêm Thứ Bảy, phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời cho người vô gia cư thì vẫn đang cố gắng để qua tuần sau để bắt đầu hoạt động lại, để trong trường hợp đảm bảo giải ngân đúng khoản tài trợ đã cam kết với các bên thứ ba, vì nội dung này không liên quan đến bảo trợ xã hội. Rồi, về vấn đề các cái nội dung, đó là nội dung thứ nhất, mà cái cụm nội dung mà liên quan đến kế hoạch duy trì. Thực ra thì hiện tại đó, thì ở Trang Khuyết các cái việc duy trì sự sống và duy trì cái dòng tiền để có thể hoạt động đó, nó cũng khá khó khăn, nhưng mà chúng tôi vẫn cam kết là chúng tôi còn kham được trong dòng tiền khoảng 6 tháng tới. Chúng tôi về dòng tiền dự trữ và các cái dòng tiền mà chúng tôi có thể thu hồi từ các hoạt động khi thu hồi dự án, chúng tôi còn có thể cố gắng để tồn tại được đến hết 6, đến trong vòng 6 tháng nữa. Rồi, nếu trong trường hợp mà các anh chị, các bên liên quan có quan tâm hơn về các cái nội dung câu hỏi, câu trả lời, các dữ liệu, có thể liên hệ trực tiếp khối văn phòng. Các anh chị muốn hiểu rõ hơn về môi trường sống tại các trung tâm, tại các quán trọ hay nhu cầu của người già, có thể coi trực tiếp tại hệ thờ, có thể để liên hệ trực tiếp các cái trung tâm của Trang Khuyết hiện tại. Rồi, là nội dung thứ hai, cái nội dung giải trình độc lập về tâm sự và cái khó khăn của các bên liên quan thì đúng là do hết giờ chúng tôi không thể giải trình được. Nội dung các bạn có thể đọc về các phần giải trình này, thông tin trên cái web của sự kiện của họp báo này của chúng tôi, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được cung cấp thêm thông tin. Về vấn đề liên quan đến giải pháp các thắc mắc báo đài cộng đồng về các vấn đề có liên quan, chúng tôi đã cố gắng giải quyết hết tất cả những cái gì mà trong thời gian cho phép và trong quy định cho phép của luật pháp hiện hành. Đó là những gì mà chúng tôi đã cố gắng. Nội dung thứ 5 đó là liên quan đến về vấn đề biểu quyết trưng cầu ý kiến cộng đồng về định hướng tương lai của Trang Khuyết với thư biểu quyết. Thì chúng tôi sẽ phát thư biểu quyết này cho tất cả các anh chị có trên 9 giờ lao động thiện nguyện tại quỹ Trang Khuyết và có hoặc có trên 230.000 đồng đóng góp vào quỹ Trang Khuyết trong suốt 4 năm vừa qua. Nội dung này do không được phép công báo và không được phép thực hiện trong buổi họp báo, nên nội dung này sẽ được diễn ra từ ngày 10 tháng 6 tới ngày 20 tháng 6 và sẽ diễn ra tại văn phòng cộng với lại các chi nhánh của Trang Khuyết và liên lạc trực tiếp với các bên liên quan qua email, điện thoại và các cổng thông tin chính thức của Trang Khuyết. Đó là những nội dung mà chúng tôi đã viết trong. Ngoài ra thì trong thư mời thì chúng tôi có ghi rõ các cái số điện thoại có thể giải đáp thắc mắc. Các anh chị sau này có thể book các cái nội dung câu hỏi, giải đáp và yêu cầu giải đáp thắc mắc qua số điện thoại, hoặc trong trường hợp số điện thoại của tôi có ghi ở số cuối cùng ở trong cái dãy giải đáp thắc mắc, và chúng tôi có thể kết thúc cái nội dung buổi họp báo. Và các nội dung như đã tổng hợp thì thực ra là đây là một cái hoạt động mà Trang Khuyết cũng đã rất là buồn và rất là xin lỗi các bên liên quan về các cái nội dung mà chúng tôi đã trình bày ở trong này, đó đã đầy đủ hết. Các bạn có thể xem tham khảo tại nội dung ở trong phần này. Tôi xin phép lướt lại màn hình một lần cuối cùng trong vòng một phút cuối cùng. Rồi, thì với chúng tôi, sự kiện này chúng tôi gọi nó là một đêm trăng buồn.
và một đêm trăng còn duy nhất mình tôi tại Trăng Khuyết, vì hiện tại đa phần người lao động và các bên liên quan đã ngưng tại Trăng Khuyết. Sự kiện này thì đó đã được mô tả cụ thể giống như những gì đã nói. Về sự kiện này thì tôi công bố lại các cái con số hoặc là các cái gì đó mà gia đình chúng tôi cũng rất là buồn, rất là xin lỗi cộng đồng. Thứ nhất đó là liên quan đến một mảnh đời đã bị truy tố và bắt giam là ông Huỳnh Văn Giỏi. Thứ hai là 6 mảnh đời tái vô gia cư, trong đó có 2 mẹ bầu, 2 cụ ông và 2 cụ bà. 27 mảnh đời được di rời về các trung tâm bảo trợ xã hội nhà nước. 2 quán trọ trực thuộc Trăng Khuyết đóng cửa, bao gồm quán trọ quận 12 và Vu Lan. Có chúng tôi, tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tiếp 12 cơ sở, cơ quan nhà nước, ban ngành và các đoàn kiểm tra vào cuộc. Theo những các văn bản đã tiếp, trước cái sự kiện, trước ngày diễn ra họp báo thì có 27 báo đài và các đơn vị truyền thông đã tham gia đưa tin về hoạt động này. Ở Trăng Khuyết thì tổng cộng có khoảng 20 nhân sự, bao gồm cả tình nguyện viên, cộng tác viên, và hoạt động chính về khối văn phòng của Trăng Khuyết thì bị rơi vào tình trạng khủng hoảng và stress nặng. Thực sự thì sau sự kiện, tiếp cận đến khoảng 3 người, theo như thống kê của nhân viên công nghệ thông tin, thì tiếp cận khoảng 3 triệu người, và Trăng Khuyết nhận được khoảng 10.000 comment, bao gồm chủ yếu là những comment có thể mang tính chửi bới, nhắc nhở, những comment mang tính đe dọa, nên làm cho nhân viên bị khủng hoảng cũng khá nhiều. Tổng cộng có 4 dự án của Trăng Khuyết bị hủy bỏ, bao gồm có 2 dự án xây dựng và 2 dự án về vấn đề phát triển con người. Tổng cộng hiện tại có khoảng sấp xỉ 1.500 tình nguyện viên trước đây đã từng tham gia thiện nguyện tại quỹ Trăng Khuyết. Hiện tại thì do lượng cách thông tin truyền thông chưa tốt nên họ không, gần như gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề xác nhận số giờ giao lượng thiện nguyện